Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tân minh học có dự báo thì chúng ta ấy, dẫu có sinh vào ngày tháng năm sinh cùng nhau thì vẫn sẽ có những cái vận mệnh khác nhau do cái tu từ kiếp trước hay là trong kiếp này, cũng như là cái những cái nhân quả, những cái hành động của chúng ta mà nó cũng sẽ dẫn đến những cái may mắn và khó khăn đến với từng con giáp. Và nói chung ấy, các con giáp khác nhau thì cũng sẽ có những cái may mắn khác nhau qua từng cái giai đoạn, từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ. Điều đó nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái tài vận và cái khả năng làm việc, cũng như là cái khả năng làm giàu, cái khả năng giàu nghèo của mỗi người. Việc kiếm tiền thì cũng đòi hỏi một sự nỗ lực và cái trí tuệ của từng người. Vậy nên mới đánh giá là gì? Tại sao hai anh em sinh đôi cùng cha cùng mẹ nhưng mà vẫn có cái sự giàu nghèo khác nhau? Đó. Và ai thì cũng đều có khả năng đạt được cái sự giàu có và thành công thông qua cái nỗ lực chính đáng của mình. Và cái mong ước kiếm tiền và làm giàu là cái điều mà ai cũng gì mong muốn, và đó cũng là cái mong muốn chính đáng của mỗi chúng ta, đúng không ạ? Với cái sự nỗ lực, với cái sự cố gắng đấy, thì quý vị biết đấy, mọi người đều có thể đạt được những thành công mà mình mong muốn. Tuy nhiên, cái việc kiếm tiền không phải là một cái việc dễ dàng. Thậm chí nếu mà quý vị cứ sai đường lạc lối ấy, thì những cái nỗ lực trước đó sẽ trở thành vô ích. Bên cạnh đó cũng sẽ có những cái phản lực ngược lại, nó sẽ khiến chúng ta trở nên khó khăn và nghèo đói hơn. Thưa quý vị, theo các chuyên gia tử vi tân minh học cũng dự báo trong 3 tháng tới, tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch ấy, thì có những con giáp sẽ cực kỳ giàu có, giỏi kiếm tiền đấy, làm gì cũng được thuận lợi hanh thông, luôn được thần may mắn đứng ở bên cạnh, chỉ đường dẫn lối, chỉ từng nước bước để làm giàu. Vậy thì đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong 3 tháng tới, con giáp giàu có đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn không ai khác, đó chính là những người tuổi Mùi. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 tháng tới thì những người tuổi Mùi được đánh giá chính là cái thời kỳ vàng kim, thời kỳ hoàng kim, và hứa hẹn những cái bước tiến nhảy vọt trên các phương diện. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống của những con giáp này cũng được cải thiện đáng kể. Rất nhiều cơ hội sẽ đến với các bạn trong thời gian này. Nói chung ấy, người tuổi Mùi thì cũng phải biết nắm bắt lấy cái cơ hội và sử dụng tốt cái thế mạnh của mình, sử dụng tốt cái tài năng của mình để tạo ra nhiều tiền của hơn. Đặc biệt là không thể đánh giá thấp cái khả năng kiếm tiền của những người tuổi Mùi trong cái thời gian này. Dưới cái sự che chở của hàng loạt các tinh, mặc dù cho thời cuộc chung ấy, nó vẫn khá là khó khăn, khá là lận đận, nhưng người tuổi Mùi vẫn có cơ hội kiếm được một khoản tiền lớn, một lượng tài sản nhất định nhờ vào cái chuyện buôn bán kinh doanh làm ăn hoặc là đầu tư. Nói chung ấy, cũng sẽ được thuận lợi và may mắn, tiền đầy túi và có thể trở nên giàu có sau một đêm. Nói chung những người tuổi Mùi cũng có khả năng quan sát và đánh giá tình huống rất là nhạy bén. Họ rất giỏi nắm bắt lấy cái cơ hội phù hợp với chính bản thân mình. Điều này nó cũng mang đến cho những người tuổi Mùi ấy, nói chung ấy, những cái lợi ích lớn trong kinh doanh cũng như là trong chuyện đầu tư làm ăn. Mặt khác, những người tuổi Mùi cũng rất giỏi trong cái chuyện giao tiếp, đặc biệt là có lợi cho những người làm nghề tiếp thị hay là các ngành cần nói thuyết phục khách hàng ấy. Vì vậy, nếu như mà những người tuổi Mùi mà chọn làm những cái công việc ngành nghề liên quan đến cái khả năng này ấy, thì cái số tiền các bạn kiếm được ấy, cũng sẽ gì khiến cho những người khác phải trầm trồ, ngưỡng mộ và phải thán phục đấy. Một số người còn nhận được những cái may mắn tức thì như là gì, những khoản đầu tư cổ phiếu, chứng khoán hay là đầu tư vào những mối kinh doanh trước đó thì cũng sẽ được gặp nhiều cái may mắn, được cơ hội trúng số đổi đời. Một số người may mắn hơn còn được thừa hưởng những tài sản lớn có giá trị cao đó. Tuy nhiên, nếu mà chỉ dựa vào may mắn thì cái gì cũng dễ đến thì cũng dễ đi, quý vị biết rồi đúng không ạ? Tiền đến với chúng ta nhanh bao nhiêu thì nó cũng đi nhanh bấy nhiêu. Để duy trì cái nguồn vượng khí trong cái thời gian này được bền bỉ, được lâu dài hơn thì những người tuổi Mùi cần phải nỗ lực nhiều hơn để có được cái nguồn tài chính như mình mong muốn. Thì ngoài ra ấy, có tiền không có nghĩa là có thể chi tiêu một cách bừa bãi. Các bạn vẫn cần phải cẩn thận để không bị tiêu pha mua sắm quá lãng phí, cần phải sử dụng tiền bạc một cách lý trí để tránh tự đẩy bản thân đến cái họa phá tài. Đồng thời cũng phải biết cách làm thế nào cho tiền để ra tiền nhiều hơn, giúp gia tăng cái số lượng tiền của mình. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để mà trợ vận hộ thân.
Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân Hợi Mão Mùi mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi nhé. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong 3 tháng tới, tháng 2, tháng 3, tháng 4 ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dần chính là một trong những con giáp cực kỳ giỏi kiếm tiền đấy, trong 3 tháng tới, tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch. Cái tài vận thì vô cùng là hứa hẹn, thành tích của các bạn thì tỷ lệ thuận với những cái nỗ lực và cái sự bền bỉ cũng như là cái sự quyết tâm cao của các bạn đã bỏ ra. Bởi những người tuổi ấy, những người tuổi Dần ấy, nói chung ấy, là những người cực kỳ mạnh mẽ. Và cái năm Giáp Thìn nó không phải là một cái năm mà suôn sẻ dễ dàng với những người tuổi Dần. Vẫn còn những cái khó khăn, những cái thách thức vẫn đang ngồi chờ đấy. Nhưng mà ấy, dưới cái sự che chở của thần tài, mặc cho những cái thách thức trong 3 tháng tới, thì những người tuổi Dần vẫn được dự đoán là con giáp may mắn, bản mệnh vẫn có những cái sự bứt phá mạnh mẽ nhất định bằng chính những kiến thức và cái khả năng của chính bản thân mình. Theo các chuyên gia tử vi tân minh học cũng dự báo, nói chung ấy, những người tuổi Dần trong thời gian này cũng ý thức được những cái khó khăn đang chào đón các bạn. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Dần cũng đã ý thức được những cái khó khăn đang đợi mình ở phía trước, nên họ luôn làm việc chăm chỉ và vạch ra những cái kế hoạch cụ thể vừa sức. Nói chung ấy, những người tuổi Dần thì có cái năng lực và cái trí thông minh, lại thích nghi một cách linh hoạt. Những cái yếu tố này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Dần dễ dàng theo đuổi cái mục tiêu giàu có của mình. Ở tại nơi làm việc thì những người tuổi Dần có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cái cơ hội nào sẽ đến với mình để làm cho cái túi tiền của mình nó ngày càng một đầy lên. Chính cái tham vọng và cái sự cầu tiến muốn vươn lên thành người mạnh mẽ, kiếm được nhiều tiền của hơn để mang lại cái hạnh phúc, cái cuộc sống ấm no cho mình và cho gia đình. Nên là những người tuổi Dần ấy, buộc phải hành động thay vì là phó mặc cho cái số phận nó đưa đẩy, đúng không ạ? Nói chung ấy, trong 3 tháng tới đây, tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì những người tuổi Dần lại càng khó khăn thì họ lại càng thêm phần quyết tâm, nhất quyết không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Ngay cả khi mà có nguy cơ thất bại, các bạn cũng ngay lập tức đứng lên và chủ động tìm ra cái phương pháp làm việc phù hợp hơn. Ngoài ra ấy, thì trong cái rủi lại có cái may. Những người tuổi Dần cũng sẽ may mắn nhờ có được quý nhân trợ lực trong thời gian này. Với cái sự giúp đỡ của quý nhân thì những người tuổi Dần có thể kiếm tiền nhanh hơn và trở nên giàu có một cách dễ dàng hơn so với những thời gian trước. Đấy. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho bản mệnh thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo con giáp may mắn thứ ba đấy mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong 3 tháng tới không ai khác đó chính là những người tuổi Thân. Thưa quý vị, nói chung ấy, cái cát khí, cái cát vận của những người tuổi Thân trong 3 tháng tới thì cũng có xu hướng tăng mạnh đấy. Và cái vận may tài chính của các bạn cũng rất mở rộng và sẽ có thêm nhiều cái cơ hội để kiếm tiền nhờ được nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh. Chỉ cần những người tuổi Thân ấy biết tận dụng thì không lo không có tiền đổ về đầy túi. Có thể nói những người tuổi Thân sẽ bước vào cái thời kỳ, nói chung các cụ vẫn gọi là thời tới cản không kịp, và nó sẽ giảm bớt rất nhiều phần vất vả cho những người tuổi Thân. Cái vận quý nhân nó vượng, nó dễ gặp được cái người quyền quý giúp sức. Vậy nên những người tuổi Thân ấy thì sẽ đón cái tin vui tới tấp trong 3 tháng tới đây. Công việc thì suôn sẻ, bản mệnh có thể là phát huy hết cái tài năng của mình và để các nhà lãnh đạo nhận ra rằng các bạn hoàn toàn có khả năng đảm nhận những cái nhiệm vụ khó nhằn hơn và trao thêm cho các bạn những cơ hội để chứng minh cái năng lực của mình. Đặc biệt trong 3 tháng tới đây là cái thời điểm mà những người tuổi Thân sẽ nhận được nhiều cái phúc lợi, danh tiếng thì tăng cao, bản mệnh có thể nhận được nhiều cái tin vui về chuyện đầu tư từ sự giúp đỡ của bạn bè, thì ngày càng kiếm được nhiều tiền của và tích lũy được những cái khoản tiền đáng kể tích góp cho tương lai.
Con giáp này cũng là người rất thông minh, không thích đi theo cái lối mòn hay là làm những cái việc mà người khác đã làm được. Nói chung ấy, các bạn luôn chủ động tìm kiếm những cái phương pháp làm việc mới mẻ, hợp thời, hợp thế hơn. Có thể nói con giáp này là người chịu khó, đổi mới và sáng tạo, tự tìm ra cái con đường riêng phù hợp với bản thân mình. Việc các bạn giành được cái lợi thế thì từ đó cũng là một cái điều dễ hiểu mà thôi. Đối với những người mà thường thích đầu tư hoặc là kinh doanh ấy, thì vẫn còn những cái cơ hội lớn để gia tăng cái vận may của mình trong 3 tháng tới. Dù vậy thì các bạn vẫn nên bình tĩnh và tìm hiểu cái cơ hội một cách là cẩn thận. Nếu mà chăm chỉ thì chắc chắn các bạn sẽ đạt được cái sự giàu có bất ngờ. Tuy nhiên, những người tuổi Thân cũng cần phải cẩn trọng để không đi chệch hướng vì cái lòng tham. Nên lựa chọn cái hướng đầu tư cẩn thận để tránh mạo hiểm quá mức và lãng phí cái tài nguyên mà mình đang có. Các bạn cũng cần phải chú ý kiểm soát cảm xúc và cái cách hành xử của mình để tránh những cái cảm xúc, lời nói hoặc là việc làm không đúng mực ảnh hưởng trực tiếp đến cái mối quan hệ đang tốt đẹp với mọi người xung quanh. Đó. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Khi mang theo vòng bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, trọn đời cho những người tuổi Thân nhé. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong 3 tháng tới thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Dậu. Thưa quý vị, nói chung ấy, may mắn về tiền bạc thì cũng sẽ mỉm cười với những người tuổi Dậu trong 3 tháng tới đây. Đặc biệt, cái vận may nó đóng vai trò không nhỏ trong những cái thành tích mà những người tuổi Dậu đã gặt hái được. Phần còn lại của thành công là đến từ chính cái sự quyết tâm, cái sự khôn ngoan và hợp thời hợp thế của những người tuổi Dậu này. Nói chung ấy, trong 3 tháng tới thì nó báo hiệu cái vận khí của những người tuổi Dậu sẽ có những cái bước nhảy vọt gấp nhiều lần so với cái thời gian trước đó. Cái việc làm ăn thì cũng ngày càng thuận lợi hơn, tiền bạc gia tăng không ngừng. Khả năng kiếm tiền của những người tuổi Dậu thì nói chung ấy, trong 3 tháng tới đây thì cũng không thể đùa được. Người tuổi Dậu vốn là những người thông minh, lanh lợi, có chính kiến, dám mạo hiểm. Một khi mà gặp được cái cơ hội làm giàu thì không bao giờ họ bỏ lỡ. Đặc biệt, bản mệnh cũng được dự đoán sẽ nhận được cái sự giúp đỡ của quý nhân. Điều này nó cũng sẽ giúp cho các bạn kiếm tiền dễ dàng hơn. Thu nhập của những con giáp này cũng liên tiếp được tăng lên. Các kế hoạch làm giàu đa phần đều được tiến hành một cách thuận lợi, suôn sẻ. Bản thân của những người tuổi Dậu thì coi trọng cái sự nghiệp. Họ sẽ không đưa ra những quyết định nóng vội hay là vô bổ, mà đa phần đều thông qua những cái tính toán cụ thể. Bởi các bạn thì luôn chắt chiu từng cái cơ hội mà mình đang có. Trong mọi hoàn cảnh thì những người tuổi Dậu đều dũng cảm tiến về phía trước. Cho dù có gặp phải thất bại thì cũng không vội nản chí. Sẽ gì luôn hướng đến cái mục tiêu biến mình thành một người rất là mạnh mẽ, cộng với cái sự giúp đỡ của quý nhân. Vậy nên những người tuổi Dậu sẽ kiếm được rất nhiều tiền vào trong 3 tháng tới. Đó. Các bạn có vận may về tài chính thực sự là tốt. Thu nhập trong cái thời gian này cũng tăng cao. Thu nhập trong thời gian này cũng cao hơn so với thời gian trước đó. Nên các bạn cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những người tuổi Dậu thì cũng có cái óc tư duy đầu tư nhạy bén. Các bạn có thể nắm bắt mọi cơ hội đầu tư để thu nhập trục của mình ngày một cao hơn, và cuộc sống sẽ ngày càng giàu có, sung túc và hạnh phúc hơn. Khi cái nguồn vốn nó tăng lên ấy, cái tiền bạc rủng rỉnh ấy, thì các bạn có thể yên tâm phát triển cái công việc kinh doanh, đầu tư, khởi nghiệp, hoặc là sử dụng các mối quan hệ cá nhân để mở đường cho bản thân mình. Được sự phù hộ của nhiều cái yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa khác nhau. Vậy nên là cái vận may về tiền bạc sẽ xuất hiện với những người tuổi Dậu trong 3 tháng tới đây. Thậm chí với không ít người ấy, thì cái cơ hội làm giàu chỉ sau một đêm thì cuối cùng cũng đã đến. Đây quả thực là một cái thời điểm cực kỳ may mắn mà đáng để cho những người tuổi Dậu phải nắm bắt. Nếu các bạn bỏ lỡ thì không biết bao giờ cái cơ hội tốt nó mới đến với mình nữa. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu
để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 tháng tới thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Tý. Thưa quý vị, nói chung ấy, những người tuổi Tý thì cũng sẽ gì có nhiều cái cơ hội kiếm tiền trong cái thời gian này. Vốn dĩ các bạn là những người mà đã có gì nhiều cái chuyển biến tích cực hơn trong cái khoảng thời gian trước đó, và những người tuổi Tý còn đón nhận cái vận may tài chính và cái thu nhập cũng được tăng cao. Những người tuổi Tý vốn được trời phú cho cái sự thông minh và cái sự nhạy bén, thì đây là những cái yếu tố mà giúp cho các bạn có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ quý nhân và kiếm được thêm nhiều tiền của đó. Những người sinh năm Tý thì có sở hữu những cái phẩm chất, kỹ năng nhất định mà người khác không có được. Và trong 3 tháng tới đây thì những cái tài năng đó sẽ vô tình được hiển lộ và giúp cho các bạn có một cái nền tảng tốt để phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần các bạn duy trì cái thái độ tự tin, nghiêm túc và lạc quan ấy, thì rất có khả năng cao các bạn sẽ đạt được những cơ hội làm giàu đúng như những gì mà bản thân mong muốn. Tại nơi làm việc, các bạn có thái độ làm việc nghiêm túc và cầu tiến, luôn có sự cân nhắc và suy nghĩ các vấn đề, vì gì không muốn bất cứ cái sự chủ quan nào khiến cho bản thân mắc sai lầm và mất tiền mất của. Nhờ đó mà cái sự giàu có tích lũy của các bạn cũng sẽ tiếp tục được tăng lên, và các bạn sẽ dễ dàng đạt được cái tự do tài chính với cái nguồn thu rủng rỉnh của mình. Bên cạnh đó thì dường như những người tuổi Tý sinh ra để làm việc chăm chỉ, và các bạn cũng có những cái nguyên tắc riêng của mình trong công việc, lại được quý nhân quý trọng nên cơ hội sẽ luôn đến một cách tự nhiên. Cái việc kiếm tiền của những người tuổi Tý cũng không hề khó khăn. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên quá phô trương, kể cả khi mình đã trở nên giàu có. Càng có của ăn của để, các bạn càng cần phải khiêm tốn. Tốt nhất là nên giữ, nên là riêng cho mình biết mà thôi. Bên cạnh đó, các bạn cũng cần học cách xử lý các mối quan hệ để tránh bị tiểu nhân dòm ngó, quấy phá. Nếu không, cái sự giàu có của bạn có thể bị kẻ xấu hãm hại và cướp đoạt mất. Vậy nên, để bảo vệ bản thân mình và những cái thành quả của mình lao động vất vả trong suốt thời gian qua, thì những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý. Đó là con giáp may mắn thứ năm. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp có của ăn của để ăn nên làm ra trong 3 tháng 2, tháng 3, tháng 4 âm lịch. Đó là 5 tuổi sau. 1 là những người tuổi Mùi, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Thân, 4 tuổi Dậu, 5 tuổi Tý. Đó là 5 con giáp gì ăn nên làm ra, có của ăn của để, rất giàu trong 3 tháng 2, 3, 4 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.